Tin giáo sứ Bình Hòa mừng kỷ niệm 43 năm linh mục cha Lô Phạm Quốc Túy, chánh xứ giáo sứ Bình Hòa. Trong tâm tình tri ân và cảm tạ với cha Paulo Phạm Quốc Túy, chánh xứ Giáo xứ Bình Hòa và con giáo dân Giáo xứ Bình Hòa hiệp thông với cha sở Paulo dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ kỷ niệm 43 năm linh mục vào lúc 18 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2018 tại Thánh đường Đức Mẹ lên trời Giáo xứ Bình Hòa. Thánh lễ có sự hiện diện của quý sơ dòng Paulo Bình Hòa đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân trong tình hiệp thông và yêu mến đối với cha sở Paulo. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha sở Paulo cùng với cộng đoàn hành hương từ đài Đức Mẹ vào nhà thờ để lãnh nhận ơn toàn xá. Đó là ơn đặc biệt Đức Thánh Cha ban cho con dân giáo xứ trong dịp năm thánh mừng kỷ niệm ngân thánh thành lập giáo xứ. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng mọi người cùng hiệp dân thánh lễ với cha sở Paulo để dâng lên Chúa lời tạ ơn, cùng nguyện xin Thiên Chúa cho cha sở luôn được hùng an sát mạnh để dẫn dắt cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển như lòng Chúa ước mong. Sau thánh lễ, đại diện các họ đoàn và cộng đoàn cùng tiến về nhà sứ để dâng lên cha sở Paulo những lời chúc mừng nhân ngày lễ kỷ niệm